Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái bộ siêu canxi bo kích phát tố lớn trái, ngọt trái. Đang chuẩn bị đi về Tuyên Quang sử dụng cho cây nhãn. Sử dụng cho cây nhãn nhé. Một bộ của nó sẽ có một chai và hai cái gói màu vàng như này. Và nó sẽ pha được khoảng tầm 400 lít nước nhé. Phun xịt cho cây nhãn trong thời kỳ sau khi đậu quả. Sau khi đậu quả nó sẽ giúp cho chống rụng quả non, chống thối trái, thối nứt trái, chống rụng trái già trái non, giúp sáng bóng trái này, và nó còn giúp cho lớn trái, đẹp trái và ngọt trái nữa nhé. Tăng độ ngọt, độ bóng của trái này, màu sắc tươi đẹp, bảo quản được lâu hơn. Đấy, một bộ như này là nó có một chai với hai cái gói như này ấy, thì sẽ pha được khoảng tầm 400 lít nước bằng với 20 bình đeo lưng, loại 20 lít ấy, bằng với 400 lít nước là bằng với 2 phi nhé. Đấy, một bộ là một chai hai gói, một bộ là một chai siêu canxi bo với lại hai cái gói Thiên Thuận Nông này kết hợp cùng với nhau. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này và bật luôn cái nút chuông thông báo lên để mỗi khi mà em có video mới đăng lên đấy thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cái này thì ngoài dùng cho cây nhãn, các anh chị cũng có thể là sử dụng cho các loại cây ăn trái khác nhé, các loại cây ăn trái này đấy.